Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Nay em lên được cho anh em 4 con mộc bội. Em cũng sẽ lên thông tin đầy đủ từng con trên clip cho anh em tham khảo và lựa chọn. Anh em nào ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào mà không ưng hoặc anh em thấy đắt thì anh em xem vui vẻ giải trí anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Thì con đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em là con lồng số 96 này anh em ạ. Con này thì là một con người ta nuôi được khoảng 2-3 tháng rồi anh em nhá. Chim không cho tắm rửa nên lông lá nó hơi xấu anh em ạ. Chim hôm nay thì toàn con em tuyển được giá hợp lý cho nên em cũng để cho anh em giá hợp lý. Con này thì là một con chim bộ chung gốc kim bôi Hòa Bình, bóng bộ rất là đẹp anh em ạ, chim rất là lăng xăng. Thì con này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 700 anh em nhá. 700 con số 96. Rất là đẹp anh em ạ. Còn giờ em chuyển qua cái con thứ hai này. Con thứ hai này thì anh em nào mà ưng thì bảo với em là con lồng vuông anh em nhá. Con này thì là một con chim bộ rất là to dài anh em ạ. Em bắt con này là con mộc người ta nuôi được mấy tháng rồi, em bắt là hơn triệu rồi, nhưng mà về thì em theo dõi thì nó có bị một cái giọng kêu chip chip anh em ạ, với cả thỉnh thoảng là thấy bắn giọng mái nữa, nhưng mà cũng ít anh em nhá. Thì em nay em thanh lý chia sẻ cho anh em là mà ưng mà bắt là 700 anh em nhá. Một con chim bộ rất là to dài, ngoài lối giọng ra thì không có tật lối gì nữa anh em nhá. Thực sự để mà so chim vùng em nó gần gần khủng rồi anh em ạ. Bóng bộ con này ấy. Giọng bình thường nó hót cũng rất là hay. Em hỏi người ta thì người ta bảo chuẩn là chim bấy má đỏ ngoài rừng về, nhưng mà không hiểu sao lại lạc giọng được như vậy. Còn giờ em chuyển qua hai cái con chim lưới anh em nhé. Hai con chim lưới. Hai con này bóng bộ cũng rất là đẹp anh em ạ. Chim em bao trống cho anh em. Thì con đầu tiên là con số 00 anh em nhé. Thì con chim lưới này là con số 00. Thì một con chim gần bộ trung to gốc kim bôi Hòa Bình. Chim không có tật lối anh em nhé. Bóng bộ rất là đẹp, thái độ cũng rất là lồi lõm anh em ạ. Thì em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con số 00 này thì là 600 anh em nhé. 600. Đó là chim bầy lưới. Em cũng rõ ràng cụ thể với anh em. Chim này thì là tất cả em đều báo giá chuẩn anh em nhé. Anh em nào giá cũng báo công khai rồi, anh em nào mà cảm thấy ưng hợp lý, anh em muốn bắt thì anh em liên hệ cho em. Còn giờ em chuyển qua con số 22 này. Con này thì cũng là một con chim lưới anh em nhé. Chim bộ chung, không có tật lối. Bóng bộ cũng rất là đẹp anh em ạ. Thì em lên em chia sẻ cho anh em nào mà ưng con số 22 là 500 anh em nhé. Số 22 là 500. Thì thông tin từng con em cũng đã lên đầy đủ cho anh em tham khảo và lựa chọn. Anh em nào ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào mà không ưng hoặc anh em thấy đắt thì anh em xem vui vẻ giải trí anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em vào một clip tiếp theo.